Chào các bạn, những ai còn đang vui mừng về cái kỹ thuật skimming vừa học được thì có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng hơn nữa nếu mà được học cái kỹ thuật scanning ngày hôm nay. Bởi vì nếu skimming chỉ giúp chúng ta tìm được thông tin chính ý chính của bài thôi, thì cái kỹ thuật scanning cô chuẩn bị giới thiệu cho các bạn nó sẽ giúp các bạn nắm được những cái thông tin chi tiết mà các bạn sẽ gặp phải trong những cái đề reading. Thì với những người mà muốn đạt được cái band điểm cao trong IELTS reading thì chắc chắn là không thể bỏ qua cái kỹ thuật scanning này được. Vậy thì scanning cụ thể sẽ được dùng khi nào? Câu trả lời là scanning bạn sẽ bắt buộc phải dùng nếu mà trả lời cho những câu hỏi liên quan đến một cái tên riêng cụ thể này, một cái địa điểm, địa danh cụ thể này, hay một số liệu, một con số, một cái năm, hoặc là một số những cái thông tin gọi là fact nói chung. Đó, nếu mà đề bài, ví dụ như câu hỏi là hãy tìm tên của một nhà khoa học nào đấy như thế nào đấy, thì cái lúc đấy là các bạn cần phải sử dụng kỹ thuật gọi là scanning rồi. Ok, vậy thì làm sao để chúng ta có thể scanning một cách hiệu quả thì hãy theo dõi các cái bước mà cô hướng dẫn cho các bạn nhé. Bước đầu tiên, các bạn phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu mình rằng mình đang tìm kiếm thông tin gì. Nếu có bức tranh rõ ràng trong đầu về thông tin hoặc từ mình đang tìm kiếm thì các bạn sẽ thấy rằng cái từ đấy xuất hiện nhanh hơn và bạn sẽ không bị mất tập trung hay là bị lạc hướng trong cái quá trình các bạn đi tìm thông tin đấy. Bởi vì có không ít bạn nói với cô rằng là trong khi em đi tìm thông tin thì em tìm được khoảng nửa đoạn thì em quên mất là em đang tìm cái gì. Như thế gọi là các bạn đang rất là mất tập trung khi làm bài reading rồi. Vì vậy là các bạn phải luôn nhớ trong đầu rằng mình đang đi tìm cái gì thì chỉ tập trung tìm cái đấy thôi. Rồi, cái bước thứ hai hay cái lưu ý thứ hai để thực hiện cái kỹ thuật scanning này đó là các bạn phải dự đoán trước trong đầu cái thông tin mà các bạn cần tìm sẽ xuất hiện ở dưới dạng nào. Nó có thể là một con số này, hay là một cái tên riêng, dạng từ có thể là danh từ, là tính từ hay là động từ, vân vân. Thì với cái dự đoán này khi các bạn scanning thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và thứ ba, các bạn cần phải phân tích cấu trúc của văn bản trước khi các bạn scan. Thông thường nếu đó là một văn bản ngắn chỉ có đôi ba dòng thôi hay một đoạn văn ngắn thôi thì các bạn có thể là đọc lướt qua cả đoạn để scan cũng được. Nhưng đó là cả một cái essay thì các bạn nên sử dụng kỹ thuật skimming trước để định vị xem là cái thông tin các bạn cần tìm nó nằm ở đoạn nào trong cả cái essay. Sau đó thì các bạn mới sử dụng kỹ thuật là scanning. Khi scanning thì các bạn cũng chú ý là dùng bút để dẫn mắt nhìn của mình, chứ không các bạn sẽ bị lạc ngay lập tức trong tất cả cái mớ chữ đập vào mắt mình như thế. Thì khi mà các bạn đã xác định được là thông tin đó nằm ở cái khoảng nào rồi nhờ skimming đó, thì chúng ta sẽ đọc kỹ hơn cái đoạn đó, có thể là đọc kỹ hơn, thậm chí là nếu các bạn tìm được cái keyword, cái từ các bạn thấy rằng cái từ quan trọng rồi thì các bạn cần phải đọc full sentence, nghĩa là đọc đầy đủ cả câu đấy để hiểu nghĩa cái câu đấy. Thì đó là những cái cách mà chúng ta sẽ làm scanning một cách hiệu quả nhất. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn vô cùng là đơn giản. Các bạn sẽ phải sử dụng cái kỹ thuật scanning cô vừa đưa ra để thực hành tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau dựa vào đoạn văn cô cung cấp ở đây nhé. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu được thêm một cái kỹ thuật nữa rất hay ho, đó là scanning rồi. Chắc chắn là chỉ cần với skimming và scanning thì các bạn đã tự tin hơn rất là nhiều khi mà gặp phải một cái đề reading siêu dài, siêu loằng ngoằng rồi đấy. Cô hy vọng là các bạn chỉ đừng học lý thuyết và bỏ đấy mà cần phải thực hành rất là nhiều. Ngay lập tức là mở các sách reading ra và sử dụng hai kỹ thuật này để làm bài luôn đi. Bây giờ thì khá là muộn rồi nên tạm biệt nha, bye bye.